Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chương trình Nghe Lệnh Phạm Di Trú và Cuộc Sống Mỹ. Lời đầu tiên mình xin chân thành cảm ơn các bạn trong suốt thời gian vừa qua đã theo dõi và ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Rất hy vọng tiếp tục nhận được sự ủng hộ đó của các bạn. Nếu mà bạn nào thấy chương trình của mình hay, hữu ích cho các bạn trong một số khía cạnh nào đó của cuộc sống thì mong rằng các bạn hãy ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho mình hoặc là share giúp mình những video để mình có thêm động lực làm chương trình phục vụ cho các bạn. Chân thành cảm ơn một lần nữa. Chương trình ngày hôm nay mình sẽ nói đến một đề tài mà có lẽ là rất nhiều bạn quan tâm trong thời gian này, đó là xin visa travel sang Mỹ. Thì vì sao mà mình nói là các bạn rất quan tâm về đề tài này là vì có rất là nhiều lý do. Lý do thứ nhất là tấm visa đi travel sang Mỹ từ trước đến nay vẫn luôn rất là hot đối với những người mà họ không có diện định cư, cũng không có diện để đi làm việc theo như là diện EB3 ha, cũng không có tiền để đi đầu tư diện EB5, thì họ chỉ có mong muốn là sang Mỹ bằng con đường travel thôi. Lý do thứ hai mà cái đề tài này hot là vì tình hình Việt Nam hiện nay, giống như rất nhiều bạn đã biết là vấn đề về COVID ha, vấn đề về coronavirus đang bùng phát rất là nhiều ở Việt Nam, và hiện tại thì Việt Nam vẫn chưa có đủ cái liều lượng vaccine để chích trong toàn thể cộng đồng, mới chỉ có một số người ở những tuyến đầu, y tá, bác sĩ, giáo viên, những công nhân viên chức vân vân ha, thì họ được chích vaccine thôi, còn tất cả người dân thì vẫn chưa có được chích vaccine. Do đó mà rất nhiều người mong muốn là sẽ đi travel sang Mỹ và nhân cơ hội này chích vaccine của Mỹ. Thì Mỹ họ chích vaccine rất là đại trà các bạn. Họ không cần biết bạn là ai, là quốc tịch Mỹ, là thẻ xanh Mỹ, thậm chí là dân sống bất hợp pháp ở Mỹ ha. Rồi những người du học sinh, những người đi travel sang Mỹ, họ đều được chích vaccine hết, người ta không hỏi giấy tờ gì của các bạn luôn, người ta chích vaccine như vậy cho các bạn. Thì mình cũng có quen một người, người đó đi travel sang Mỹ và ngày hôm trước thì ngày hôm sau đã được chích vaccine Johnson & Johnson rồi, chích một mũi luôn các bạn, không có cần chích hai mũi giống như Pfizer và Moderna nữa. Thì anh này rất là may mắn và rất là vui sướng vì nhân cơ hội đi travel sang Mỹ lần này, anh ta được chích cái vaccine của Mỹ ha, vaccine Johnson & Johnson, rất là happy vì cái việc này. Thì rất nhiều người họ mong muốn đi travel sang Mỹ như vậy, nên cái việc mà phỏng vấn đi travel sang Mỹ khó hơn khó hơn rất nhiều so với những thời gian trước đây các bạn. Theo mình làm một cái cuộc thống kê, nhiều người đi phỏng vấn travel thời điểm này rất là khó đậu, rất là khó đậu visa, ngoại trừ là họ thấy rằng bạn có quá nhiều cái bằng chứng để bạn chứng minh là bạn đi, bạn sẽ trở về thì họ sẽ cấp visa cho bạn. Còn nếu mà bằng chứng của bạn không có đủ mạnh á thì rất là khó ha. Gần như là 90% là bạn out rồi, bạn không có đạt được cái visa travel sang Mỹ đâu. Thì trước giờ người ta vẫn luôn suy xét đến hai vấn đề để có thể cấp visa travel sang Mỹ cho bạn hay không. Thứ nhất, bạn có sự ràng buộc về tài chính. Thứ hai, bạn có sự ràng buộc về thân nhân, về mối quan hệ gia đình. Thì người ta sẽ để cho bạn đi travel sang Mỹ. Và có những cái yếu tố phụ khác nữa, ví dụ như là yếu tố bạn đã từng đi travel ở nhiều nước, và những nước phát triển đó các bạn, những nước tư bản phát triển đó, thì họ sẽ thấy rằng bạn đi đến những nước này và bạn đi về, bạn cứ đi nhiều như vậy, tức là bạn là một người thích đi travel và bạn không có ý định ở lại những cái nước tư bản đó ha, thì họ sẽ tạo thêm lòng tin cho họ để họ cấp visa travel sang Mỹ cho bạn. Đây là một trong những yếu tố phụ thôi chứ không phải là yếu tố chính ha. Mình đã gặp rất là nhiều người họ nói passport của họ đầy dẫy những cái những cái chuyến travel sang những cái nước phát triển, sang châu Âu, sang Nhật, sang Hàn, sang Singapore, sang Úc vân vân ha, nhưng mà họ phỏng vấn visa travel sang Mỹ họ vẫn rớt. Theo mình nghĩ rằng
cái yếu tố mà quan trọng nhất để người ta thấy bạn đi, bạn sẽ trở về, đó là mối quan hệ gia đình. Mà theo người Mỹ thì mối quan hệ gia đình bao gồm vợ chồng và những đứa con chưa thành niên. Nếu như mà bạn là một người có chồng hoặc có vợ và có những đứa con chưa thành niên, còn nhỏ đó các bạn, dưới 18 tuổi đi ha, dưới 18 tuổi, thì nếu mà bạn đi travel, xin travel sang Mỹ một mình bạn á, thì sẽ dễ dàng hơn so với là những người mà họ không có cái mối quan hệ ràng buộc này. Và nhất là những người trẻ tuổi nữa các bạn, thì người Mỹ họ suy nghĩ rằng nếu mà bạn trẻ tuổi ha, và bạn không có mối quan hệ ràng buộc gia đình gì hết, không có vợ chồng hoặc là những đứa con nhỏ ở lại đất nước của bạn, thì rất có khả năng bạn đi và bạn sẽ tìm đường ở lại Mỹ ha, bạn sẽ kết hôn để ở lại Mỹ, hoặc là bạn có thể là sống illegal ở Mỹ luôn. Họ suy đoán như vậy và rất khó để họ chấp nhận cái visa travel sang Mỹ cho bạn. Mối quan hệ thứ hai đó là mối quan hệ về tài chánh, sự ràng buộc về tài chánh. Thì nói chung là sự ràng buộc về tài chánh, rất nhiều người nghĩ rằng mình có rất là nhiều tiền trong tài khoản ngân hàng ha, trong bank account thì sẽ được chấp nhận đi Mỹ. Không phải như vậy các bạn. Tiền thì ở đâu nó cũng là tiền của bạn ha. Người ta cấp visa travel sang Mỹ cho bạn, nhưng mà bạn có tiền nhiều ở trong bank account ở Việt Nam thì sau này bạn rút qua cũng được vậy. Bạn về bạn lấy đi cũng được, hoặc bạn nhờ người khác chuyển cũng được vậy, đâu có sao đâu. Nhưng mà nếu bạn có công ty, bạn có mối quan hệ ràng buộc về tài chánh làm ăn đó các bạn, bạn có công ty ở Việt Nam ha, một công ty lớn nhỏ gì đó, càng lớn càng tốt, nói chung là bạn có cái công việc làm ăn nó ổn định ở Việt Nam như vậy, thì sẽ tạo lòng tin cho cái người phỏng vấn của bạn. Họ thấy rằng ok, người này họ có cái công việc làm ăn rất là ổn ở Việt Nam ha, họ có tài chánh tốt ha, có công việc làm ăn ổn định như vậy, thì họ sẽ có khả năng cao là họ sẽ quay về Việt Nam, chứ họ không ở sang Mỹ, đi sang Mỹ ở lại một cách bất hợp pháp để làm gì hết. Thì họ sẽ cấp visa cho bạn. Nói chung là những người đi phỏng vấn travel sang Mỹ có hai dạng, B1 và B2, cái visa travel đó các bạn. Thì các bạn đi B1 đó là travel sang Mỹ với mục đích là công tác, kinh doanh, dự hội thảo, hội nghị vân vân ha. Nói chung là những cái công việc có liên quan đến thương mại thì các bạn sẽ được cấp cái visa B1. Còn cái thứ hai là visa B2. B2 là các bạn sang để travel rồi thăm người thân vân vân ha, là B2. Thì visa B1 các bạn mình nghĩ rằng có thể dễ dàng chứng minh hơn là visa B2. Tại vì visa B1 thì các bạn có những cái thư mời dự hội nghị hội thảo, hoặc là cái công ty nào đó cử bạn đi sang đây để training ha, để học hỏi kinh nghiệm vân vân ha, thì các bạn dễ dàng chứng minh hơn. Nếu mà thật sự bạn có công việc như vậy thì bạn dễ dàng xin visa B1 hơn. Còn visa B2 là visa để bạn đi travel một cách đơn thuần và bạn thăm người thân của bạn bên đó, bên Mỹ, thì khó xin hơn. Giống như mình nói từ nãy giờ vậy đó, là bạn phải có sự ràng buộc về tài chánh và sự ràng buộc về quan hệ thân nhân, quan hệ gia đình thì bạn mới xin được cái visa B2 này. Và cộng thêm những yếu tố phụ là bạn phải đi travel ở nhiều nước ha. Còn vấn đề tài chánh thì đối với visa B2 á, bạn không nhất định là bạn phải có rất là nhiều tiền trong bank account đâu. Bạn chỉ có một số tiền đủ để chi trả cho chuyến đi của bạn. Khi người ta phỏng vấn đi travel cho bạn, người ta sẽ hỏi rằng ai là người trả cái chi phí chuyến đi của bạn. Nếu mà bạn nói rằng bản thân tôi tự trả cái chi phí cho chuyến đi của tôi, thì bạn sẽ phải chứng minh bằng cách bạn đưa cái bank account của các bạn ha, bank statement của các bạn cho người ta thấy là bạn có bao nhiêu đây, một vài trăm triệu Việt Nam gì đó ha, để cho người ta thấy rằng bạn đủ khả năng tài chánh để bạn trả chi phí cho chuyến đi travel của bạn sang Mỹ. Chứ còn nếu mà bạn đơn thuần bạn đi travel sang Mỹ mà bạn không có tiền gì hết, thế thì bạn sang đây
bạn bạn ở đâu, bạn ở khách sạn ha, bạn cũng phải tốn tiền, bạn đi ăn cũng tốn tiền, bạn đi các phương tiện công cộng cũng tốn tiền, đi chơi cũng phải tốn tiền. Nếu mà bảo tôi cứ đi chơi sang Mỹ, tôi đủ tiền mua vé máy bay không? Tôi đi sang Mỹ tôi không có tài khoản ngân hàng đủ để trả cho chi phí chuyến đi thì bạn đi bằng gì? Người ta sẽ không cấp visa cho bạn. À, còn nếu như bạn nói rằng tôi có thân nhân ở bên Mỹ ha, và tôi sẽ ở lại nhà của thân nhân tôi ha, và cái người đó sẽ trả chi phí cho chuyến đi của tôi, thì bạn sẽ phải chứng minh rằng cái người thân đó có thật hay không, ở đâu ha, họ có thư mời cho bạn hay không. Việt Nam mình hay nói cái chuyện thư mời, thì nhân đây mình cũng nói luôn chuyện thư mời cho các bạn. Không có một cái yêu cầu nào là khi bạn xin visa travel sang Mỹ phải có thư mời của người thân hết. Có rất nhiều người người ta cứ lầm tưởng rằng phải có thư mời thì mới đảm bảo rằng việc xin visa travel sang Mỹ nó được thuận lợi, nhưng không phải như vậy các bạn. Thư mời ở đây là một cái hình thức, một cái giấy thông báo, và một cái hình thức là chứng minh cho người ta thấy rằng cái người đó, người đang phỏng vấn đi Mỹ đó, người ta có người thân ở bên đó thật sự, và người ta cái chuyến đi này là người ta vừa travel vừa thăm cái người thân người ta luôn, chỉ chứng minh như vậy thôi, chứ còn không phải là vì cái thư mời mà người ta cấp visa travel sang Mỹ cho bạn đâu. À, không đúng như vậy. Một người thân của mình đã từng đi xin travel sang Mỹ, bị thất bại, bị rớt. Lý do là cái bạn này còn trẻ tuổi ha, chỉ có hai mươi mấy tuổi thôi, độc thân, không có gia đình gì hết ha, và nghề nghiệp ở Việt Nam chỉ là một nhân viên part-time thôi, làm bán thời gian đó các bạn, và không có tài sản gì ở Việt Nam hết. Nhưng mà bạn này có một cái thư mời của người thân ở bên Mỹ ha, của một người anh ở bên Mỹ làm thư mời, và lấy cái công ty của người anh ra đảm bảo luôn các bạn. Người anh này có một cái công ty ở bên Mỹ và đảm bảo rằng, nhà viết cái thư đảm bảo rằng cái người này đi sẽ trở về, à cái cô em gái này đi travel sang Mỹ sẽ trở về. Nhưng mà cô này phỏng vấn vẫn bị rớt. Lý do rằng cô này không có sự ràng buộc về tài chính, không có sự ràng buộc về người thân ở Việt Nam. Mặc dù là có mẹ ở Việt Nam đi chăng nữa thì đối với người Mỹ, họ suy nghĩ rằng khi mà một cái con người trưởng thành trên 21 tuổi, trên tuổi vị thành niên rồi, thì cái người này không còn là family của người cha, người mẹ của mình nữa, mà họ sẽ là một family đối với người vợ, người chồng và những đứa con chưa thành niên của họ. Người Mỹ họ xét cái quan hệ family là gia đình đó các bạn, theo như vậy. Nên cái cô này không có đậu phỏng vấn đi Mỹ, mặc dù là người anh của cô này bên Mỹ có một công ty và viết cái thư mời ha, thư đảm bảo chứ không phải thư mời nữa, thư giải thích với lại lãnh sự quán của Hoa Kỳ tại Sài Gòn là anh này sẽ đảm bảo là cô em mình đi sẽ trở về, dùng cả cái công ty của mình là để đảm bảo là sẽ chi cả toàn bộ cái chuyến travel cho cô này sang Mỹ và bảo đảm rằng cô này đi sẽ trở về. Đó là thư mời đấy các bạn, đó là hình thức thư mời, thư bảo đảm, nhưng mà vẫn không có đậu phỏng vấn được. Thì mình kể câu chuyện này để các bạn thấy rằng thư mời không có ý nghĩa nhiều, không có ý nghĩa quan trọng như các bạn lầm tưởng ha. Mình thấy có rất nhiều bạn lên lên mạng, lên internet hỏi về vấn đề là bây giờ mình viết thư mời cho cha mẹ mình để đi sang Mỹ như vậy có được không? Không phải là không được, nhưng mà cũng không phải là cái thư mời là yếu tố quyết định đâu các bạn. Yếu tố quyết định là các bạn có sự ràng buộc về tài chính và quan hệ gia đình ở Việt Nam hay không, chỉ đơn giản như vậy thôi. Còn những yếu tố phụ khác có cũng được, không có cũng được. Chỉ cần các bạn đừng đừng có lầm tưởng là mình có thư mời là mình chắc chắn sẽ được đi. Nhưng mà có một vấn đề như vậy là thư mời nếu mà nó nói là rằng có ý nghĩa thì nó phải có một cái dịp nào đó ha, thì nó sẽ thật sự có ý nghĩa. Thì đối với người Mỹ thì cái việc mà dự lễ ra trường của một đứa con mình, dự lễ ra trường mà trường trung học đó các bạn, chứ đại học thì nó không có ý nghĩa bằng trường trung học, high school đó, thì nó sẽ quan trọng ha. Cái ngày lễ ra trường high school nó rất quan trọng trong
trong đời của một con người. Do đó thì người Mỹ họ xét cái lễ ra trường này rất quan trọng. Nếu mà bạn có một đứa con đang đi du học ở bên Mỹ mà nó sắp tốt nghiệp high school, à cái đó thì nó lại là một ý nghĩa khác. Nó có thể là nhờ nhà trường viết một cái giấy là báo là nó sắp được tốt nghiệp high school và nó sẽ mời ba mẹ nó sang Mỹ để dự cái lễ tốt nghiệp đó. Thì cái giấy này theo mình thấy rằng nó có ý nghĩa và nó cũng là một cái điểm cộng rất là tốt trong cái việc cha mẹ của cái đứa bé này xin đi travel sang Mỹ. Thì cái gì cũng phải có cái dịp của nó, và cái thư mời có giá trị hay không cũng phải tùy vào cái dịp và ai là người mời. Chỉ như vậy thôi. Còn tất cả những cái vấn đề xung quanh khác á, thì các bạn có thể là có một số người họ gặp may mắn. Mình nói may mắn ở đây có nghĩa là sao? Ví dụ như họ tạo được một cái cảm tình nào đó đối với người phỏng vấn họ, họ cái cách họ nói chuyện, cái cách họ ăn mặc hay là sự thân thiện của họ vân vân, đại khái là họ tạo được một cái cảm tình nào đó đối với cái người phỏng vấn, thì người phỏng vấn cũng có thể cho họ đậu. Mình thấy có nhiều trường hợp thì một bạn đó cũng còn trẻ rồi, cũng không có gia đình, cũng tài chánh cũng không đủ mạnh, chỉ làm nhân viên bình thường thôi, nhưng bạn đó vẫn đậu visa travel sang Mỹ. Thì có rất nhiều trường hợp như vậy chứ không phải không. Chính vì những trường hợp như vậy tạo cho chúng ta thêm hy vọng rằng chúng ta sẽ xin được visa travel sang Mỹ. Nhưng mà mình nghĩ rằng tất cả những người phỏng vấn các bạn ha, phỏng vấn dù là phỏng vấn định cư Mỹ, phỏng vấn đi travel hay phỏng vấn du học gì cũng vậy, họ đều có một cái barren ha, một cái thang điểm đi nhất định nào đó. Thì nếu bạn hội đủ cái thang điểm đó thì họ sẽ cho bạn đi travel sang Mỹ ha, đi định cư sang Mỹ, đi du học sang Mỹ vân vân ha. Đại khái là những người phỏng vấn các bạn, mình nghĩ rằng họ đã được training ha, họ đã được huấn luyện rất là kỹ về cái việc này, và họ đều có một cái thang điểm nào đó nhất định mà mình không có biết được ha. Thì họ sẽ dựa theo thang điểm đó. Có thể rằng bạn thiếu một chút xíu điểm nào đó trong cái thang điểm mà họ yêu cầu, nhưng mà cái cách nói chuyện của bạn thân thiện, rồi họ thấy rằng họ có một cái việc gì đó họ thích, thì họ sẽ du di cho, họ sẽ pass cho bạn đi sang Mỹ, thế thôi. Chứ còn mà không phải là mình không có một cái yếu tố nào đạt cái thang điểm của người ta hết, mà mình chỉ vì là mình đạt được thiện cảm của người ta không, người ta cấp visa cho mình, không có đúng đâu các bạn, không bao giờ có như vậy hết. Ok, thì nếu mà mình muốn đi travel sang Mỹ vào giai đoạn này thì mình nghĩ rằng các bạn nên chuẩn bị tâm lý cho mình tốt một chút ha, để khi đi phỏng vấn người ta hỏi mình các bạn không có run lập cập. Đại khái là cái cách mà các bạn trả lời phỏng vấn á, thì người ta cũng quan sát các bạn tâm lý nữa. Nếu mà một người nói thành thật ha, một người nói cái gì cũng là sự thật hết, thì không có run giống như những người nói dối. Thì cái này là về vấn đề tâm lý thôi. Thì các bạn nên tự tin một chút, các bạn phỏng vấn, và có một cái yếu tố này mà các bạn có thể học. Đó là các bạn đừng có cố sống cố chết là nói cho người ta là tôi mong muốn đi sang Mỹ, tôi mong muốn đi đạt được cái visa đi travel sang Mỹ, thì rất khó để người ta cho bạn đậu. Các bạn giống như cái kiểu như cứ bình thường, tôi bây giờ tôi có điều kiện, tôi có tiền, tôi muốn đi travel sang Mỹ để cho biết đất nước Mỹ, tôi là một người thích travel ha, và tôi sang đó tôi thăm người thân của tôi vân vân ha. Thì giống cái kiểu mà được không được thì thôi á, thì rất có thể là các bạn sẽ được cái visa hơn là các bạn cứ cố sống cố chết để các bạn đạt được cái mục đích của các bạn, thì người ta sẽ đánh dấu hỏi ngay. Và vấn đề thời gian. Ok, thì giống như tất cả chúng ta đã biết là visa travel người ta cấp cho các bạn thời hạn 1 năm. Nhưng mà khi mà các bạn đến phi trường Mỹ thì hải quan ở đó người ta chỉ đóng dấu cho các bạn cái thời hạn là 6 tháng. Nhưng mà các bạn nên nhớ một điều rằng chúng ta khi đi travel sang Mỹ, chúng ta phải lên cái plan ha, chúng ta đã lên cái kế hoạch trước rồi, thì khi mà chúng ta xin visa đó thì chúng ta có điền cái thời hạn mà chúng ta đi và chúng ta về lúc nào, thì các bạn nên ngắn hơn 6 tháng theo mình nghĩ là như vậy.
hai ba tháng thôi ha là tốt nhất. Tại vì các bạn cứ nói một cái cách là hợp lý một chút, các bạn sẽ thấy một người tự dưng đi travel sang Mỹ mà ở chi tới 6 tháng à, chi phí tất cả đều mắc mỏ hơn so với Việt Nam rất nhiều. Thế thì các bạn ở 6 tháng để làm gì? Người ta sẽ đánh dấu hỏi ha. Nếu mà cái thời gian các bạn ở lâu quá ở Mỹ, người ta sẽ nghi ngờ rằng các bạn sang đây để đi làm chui. À, cái việc đi làm chui thì rất là nhiều xảy ra ở Mỹ này rồi đó các bạn. Người ta cứ lợi dụng cái visa travel sang Mỹ để người ta đi làm chui ha, đi làm nail, đi giữ con nít, vân vân ha, đi clean up nhà cửa cho những người cần ha. Rồi đại khái là người ta có rất nhiều công việc để người ta đi làm chui ở Mỹ. Việc này nó rất là tai hại các bạn. Nhiều người suy nghĩ rất là ngắn, đó là họ đi travel sang Mỹ, họ làm chui như vậy, thì đến khi mà họ hết cái visa 6 tháng, họ quay trở về Việt Nam thì họ nghĩ rằng cái visa của họ vẫn còn 6 tháng nữa. À, họ vẫn còn 6 tháng nữa, thế là họ xin cái visa họ đi sang Mỹ tiếp. Nhưng mà lần này họ sẽ bị từ chối. Lý do là bạn mới vừa đi sang Mỹ 6 tháng ở bên đó, bây giờ bạn lại tiếp tục xin nữa, người ta sẽ nghi ngờ rằng bạn đi làm chui. À, bạn còn visa, bạn có thể mua vé máy bay, bạn đi được. Nhưng mà khi bạn đến phi trường Mỹ, người ta có quyền cho bạn vào nước Mỹ hoặc không cho bạn vào nước Mỹ. Rất nhiều người lầm tưởng rằng tôi cầm được tấm visa đi Mỹ, canh tay, lãnh sự quán cho tôi cái visa này là xong rồi ha, là tôi có thể đường đường chính chính tôi đi đến Mỹ, không có vấn đề gì hết. Nhưng các bạn rất là sai lầm ở cái điểm này. Đó là khi các bạn vào phi trường Mỹ, khi bạn nhập cảnh vào nước Mỹ thì cái người hải quan ngay sân bay đó họ có quyền cho bạn vào Mỹ hoặc không cho bạn vào Mỹ. Cái này là người ta có toàn quyền nha các bạn, và người ta không phải giải thích với các bạn một cái lý do gì hết. Cũng giống như khi các bạn đi phỏng vấn đi Mỹ vậy đó, người ta không cần phải giải thích là tại sao người ta cho bạn rớt, người ta không cần giải thích gì hết. Thì ở phi trường Mỹ cũng vậy, người ta không cần phải giải thích với các bạn lý do gì hết. Người ta thấy ở bạn một cái sự giả dối nào đó hoặc sự không trung thực nào đó thì người ta có quyền, người ta không có cho bạn vào Mỹ. Và tai hại hơn trong cái thời điểm này là những người, nếu mà các bạn đến phi trường Mỹ và người ta không cho các bạn vào Mỹ thì các bạn phải bay trở về Việt Nam. Mà bay trở về Việt Nam, giống như các bạn biết là thời điểm này Việt Nam chưa có chuyến bay thương mại, thế thì các bạn chỉ có thể bay đến cái nước kế tiếp. Ví dụ như các bạn bay hãng Japan đi, thì các bạn đến Mỹ, bây giờ các bạn dùng cái máy bay của hãng Japan đó, các bạn bay trở ngược về thì các bạn cũng chỉ tới Japan thôi, chứ các bạn đâu có từ Japan về Việt Nam được. Rất là nhiều cái vấn đề trong cái chuyện mà visa đi travel sang Mỹ này. Do đó thì mình lưu ý với các bạn rằng khi mà chúng ta lên kế hoạch đi Mỹ thì chúng ta chỉ nên lên kế hoạch 2-3 tháng gì đó thôi ha, 3-4 tháng gì vậy thôi, và sau đó thì chúng ta đi và chúng ta về. Lần đầu tiên chúng ta đi, chúng ta về đàng hoàng. Và khi mà gần hết hạn visa rồi đó, các bạn có thể đi thêm một chuyến nữa, cũng 1-2 tháng gì đó thôi. Và sau đó thì bạn đã tạo được lòng tin của người Mỹ rồi, đúng không? Đó, thì bạn đã đi 1-2 chuyến, bạn đi, bạn trở về rồi, thì sau đó thì bạn xin renew cái visa. Nếu mà bạn hết hạn visa 1 năm rồi, bạn xin lại. Và cái việc này nó rất là đơn giản các bạn, người ta có thể gửi cái passport đi lên kèm với lệ phí, đi lên lãnh sự quán để người ta renew cái visa thôi, nó không có gì khó khăn hết ha. Ok, thì chương trình ngày hôm nay mình nói về vấn đề visa travel sang Mỹ như vậy, để các bạn nào mà đang có mong muốn đi travel sang Mỹ thì có thể có thêm chút kinh nghiệm thông qua cái video này của mình. Ok, mình chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ và tốt lành nha.